Đây là đài truyền thanh, truyền hình điện cờ rung rúc tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện nhà. Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây đài truyền thanh truyền hình huyện xin gửi tới quý vị và các bạn bản tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 đến sáng nay trong nước và trên địa bàn huyện. Bộ Y tế sáng mùng 2 tháng 6 cho biết cả nước đã ghi nhận thêm 53 ca COVID-19 tại 3 địa phương phía Bắc, Bắc Giang và Bắc Ninh vẫn là điểm nóng với 50 ca. Cụ thể, ca bệnh bệnh nhân số 7.373, bệnh nhân số 7.577, bệnh nhân số 7.580, bệnh nhân số 7.582, bệnh nhân số 7.585, bệnh nhân số 7.593, bệnh nhân số 7.595, bệnh nhân số 7.625 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh bệnh nhân số 7.578, bệnh nhân số 7.579, bệnh nhân số 7.594 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh, 1 ca là F1, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh bệnh nhân số 7.583, bệnh nhân số 7.584 ghi nhận tại thành phố Hà Nội, 2 ca là F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trước tình hình dịch COVID-19 đang rất nóng tại Bắc Giang, Bộ Y tế đã ưu tiên cho địa phương này tiêm 15.000 liều vaccine cho công nhân, đồng thời tập trung nhân lực từ các địa phương về Bắc Giang hỗ trợ. Cũng trong ngày hôm qua mùng 1 tháng 6, đơn vị ICU lớn nhất miền Bắc được thành lập tại Bắc Giang đã chính thức đi vào hoạt động. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 4 ca dương tính với COVID-19 trong đợt dịch bùng phát gần đây. Còn tại địa bàn huyện Cờ Rông, tính đến thời điểm hiện tại, trong đợt dịch bùng phát trở lại đây, có số người cách ly tại nhà là 606 trường hợp, trong đó hết cách ly là 282 người, còn cách ly là 324. Số theo dõi sức khỏe tại nhà 580 trường hợp, trong đó hết thời gian theo dõi là 200, còn theo dõi là 380 trường hợp và cách ly tập trung tại trường cao đẳng nghề Tây Nguyên là 5 trường hợp. Cài đặt Blue Zone và thực hiện nghiêm khẩu hiệu 5K là ý thức và trách nhiệm của mỗi chúng ta, để cùng nhau sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.